Thời điểm nào mà cô cảm giác cô sợ nhất mà cô không dám gặp chú mới anh nhất? Cô sao trong tâm cô không bao giờ cô sợ gì, mình không sợ cái gì hết á. Vì ở đây chành xóm người ta nói mày không có sợ sao mình cứ nhào vô mày tắm rửa nó rồi mày làm vậy. Nó nói trời ơi giờ tôi bỏ cho ai giờ, có hai anh em hàm anh tôi vậy giờ tôi bỏ cho ai giờ, gia đình tôi nghèo khổ khỏi cỡ nào tôi cũng lo cho anh tôi. Xin chào cả nhà đang theo dõi video phần 2 về câu chuyện người rừng trên kênh YouTube của mình. Mình xin tóm gọn lại câu chuyện như sau. Sau khi mà đi bộ đội và tham gia ở chiến trường biên giới Campuchia thì như bao người đàn ông khác, chú Mấy Anh ngụ tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre đã trở về quê lấy vợ và sinh. Hết các bác sĩ đều phải lắc đầu. Không còn một cách nào khác, gia đình đã đưa chú trở về nhà, dùng một cái xích dài xích chú trong một ngôi nhà hoang nằm khuất giữa một cái rừng dừa um tùm. Và sau đây thì kính mời các bạn theo dõi nội dung clip về việc cô Nhiệm chia sẻ về khoảnh khắc nhìn thấy chú Mấy Anh đập đầu đứa con ruột của mình và những ngày tháng mang tiếng on sát hại cháu. Có những đêm mà sau khi cháu bé mất đi thì chính cô Nhiệm lại thường xuyên nằm mơ thấy sự hiện hồn của cháu bé này. Mặc dù là em dâu nhưng mà cô Nhiệm xem chú Mấy Anh như là một người thân trong gia đình. Hơn 18 năm qua, chính cô đã ngày đêm nấu cơm và tắm rửa cho người rừng. Em dâu thì nhiều lúc cô khi mà chú mới phát bệnh á, xích nội nhốt như vậy. Thời điểm mà cô gấp từng con dòi ở chân của chú Mấy Anh á, cô có nản không? Không, cô không nản. Cô nghĩ giờ không nói vậy bỏ cho ai vậy thôi chứ không có nản. Cô nghĩ là cô thôi cô buông cô bỏ đi chứ? Không có nghĩ gì đó. Dạ. Cô lấy tâm cô là không bao giờ cô nghĩ gì. Ví dụ như gia đình khổ cỡ nào á, cô cũng ráng cho lo cho ảnh. Bây giờ có hai anh em giờ bỏ cho ai, cô nghĩ vậy thôi chứ cô không có nản hay gì chứ. Thực ra thì hôm trước con quay clip á, thì rất nhiều người cảm phục về cái tình cảm của một người em dâu và chăm sóc một cái người mà không phải là máu mủ của mình. Thì đối với nhiều người phụ nữ mà khi mà rơi vào cái bế tắc cuộc sống như vậy, gia đình mình thời điểm đó cũng rất là khó khăn, mà bản thân cô lại đi chăm sóc một cái người mà vừa tâm thần mà gấp từng con voi mà cô ối lên ối xuống như vậy thì rất khó người làm được như cô. Thời điểm nào mà cô cảm giác cô sợ nhất mà cô không dám gặp chú Mấy Anh nhất? Cô sao trong tâm cô không bao giờ cô sợ gì, mình không sợ cái gì hết á. Vì ở đây chành xóm người ta nói mày không có sợ sao mình cứ nhào vô mày tắm rửa nó rồi mày làm vậy. Nó nói trời ơi giờ tôi bỏ cho ai giờ, có hai anh em hàm anh tôi vậy giờ tôi bỏ cho ai giờ, gia đình tôi nghèo khổ khỏi cỡ nào tôi cũng lo cho anh tôi. Mà lúc đó khổ dữ lắm, trời ơi không có nói chứ, xin lỗi mình kể gia đình của mình không nói chứ thôi không có cách nào mà kể chứ hết. Mà giờ hơi đỡ chút vậy thôi, đỡ là anh đi mần được á, có tiền con nó về thì nó mần nó dũng có nhiêu mới cho vậy là hội khổ dữ lắm. Nhưng mà khi mà cái lần đầu tiên cô tắm cho chú Mấy Anh á thì cái điều gì cô lo nhất? Hồi đó cô lo là cô lo sợ ví dụ như mà ảnh không chịu, cô ảnh phản ứng lên đó, mình không biết sao mình chạy kịp không. Có ai khuyên cô rằng là sợ, tại vì đối với một người đàn ông á mà khi mà họ về cái chuyện chăn gối á, lâu ngày rồi khi mà cô tắm á, khi anh có gợi dục lên rồi anh ảnh hưởng tới cô không? Không có, bình thường. Cô có nghĩ cô có lo chuyện đó? Cô cũng nghĩ nhưng mà cô cũng người cho cô tắm thì cô cũng thủ đường cô chạy vậy nha. Chứ là cô cũng nghĩ tới khoảng đó dữ lắm. Nhiều khi về nói ông xã nó tắm rửa vệ sinh cái gì ảnh nó phải thủ, là không biết là ảnh nói có mình ở nhà anh không có nhà, nó là tại em biết chứ đâu có phải ấy. Khi cô cái gì là cô làm là cái mặt cô tới ảnh vậy nè là cô có đích cô làm sao chứ không dám mà mình dày cái gũ ảnh chụp mình không hay đó, nên cô sợ vậy. Nhưng mà mình cũng phải ngừa, mình biết đâu ví dụ mấy bà cò chồng sớm nói là mày phải mấy mày bỏ chứ mày làm gì vậy thôi. Trời ơi chị ơi em bỏ thì ai quan tâm cho ảnh, thôi kệ nó như vậy. Giờ em ăn rau ăn rau, ảnh ăn rau ăn cháo ăn cháo. Khổ lúc nó khổ, tại không có cảnh nào mà khổ hết. Mà vậy chứ người ta tới người ta cho bánh trái này kia nọ, họ về nói bỏ đói nhất, rồi đến cô đói chứ anh hai không đói. Giọng những ít cô cũng chia sẻ tặng. Những lúc mà chú không có việc làm á, thì gia đình mình không có tiền thì cô lấy đâu cô cho chú mới anh ăn. Cô đi mua thiếu, có mấy người đó bán rong này nè, cô đi mua thiếu. Rồi mà vài bữa vậy, cô lại cứ gửi. Mua gạo cũng vậy, ví dụ như bà con cho cô mê vụ gạo, mừng vụ gạo đó. Vậy, còn ba kia không thiếu được. Bây giờ chú là cô biết chú là chú thèm ăn gì nhất không? Hỏi ảnh là hồi đó biết là ảnh ăn cái canh dừa là ảnh thèm nhất, là cô thường nấu canh dừa cho ảnh, chứ thịt cá hỏi ảnh không nói, nhưng mà mình mua cho ảnh chứ ảnh không nói về ăn ba đồ ngon. Ảnh chỉ là nói hỏi anh hai ăn gì là ấy là ăn dừa. Là anh hàm dừa cho thịt cá, anh đâu có nói, nhưng mà cô mua cho ăn. Mới hôm qua ăn kia nè, cô mua vịt á, cái cô kho gần này kia, đem ra đổ mình cũng nói nha, mình cũng bớt mắt nha. Nay ăn nước lắm mà anh ăn còn vậy, anh đổ anh hai tiền đâu mua, cũng nói vậy. Lâu lâu cũng mua. Có lần nào mà chú lên cơn khủng khiếp không cô? Chú đập phá, chú quậy không? Lên cơn cô không dám vô. Lên cơn cái ghế hai đứa nó nói gì vậy ha? Chứ mình hai mới làm kia là cái ghế á, mấy cái cô mới đánh dòm ảnh tỉnh này, cô nói anh hai anh đạp ba đồ gì tiêu hết thì tiền đó em mua cho anh. Rồi ngồi tỉnh hồi lâu vậy ha. Cái bắt đầu cái đủ chói chiếu là cô mới dọn dẹp đồ, anh dặn anh đừng có đập gì nữa nha, đập gì là em không có tiền em mua nữa. Thì bữa sau ra thì cũng vậy nữa, đập nữa. Còn nửa đêm ta la rồi, có la mà la cái tiếng không phải như mình vậy, la khàn khi ở đây mà lúc cái kia người ta nghe người ta cũng muốn lắm. Thì cô mới nói là tại anh bệnh chứ đâu phải anh bình thường đâu, mấy bà nói anh la vậy nửa đêm gì sao ta ngủ. Trời ơi cũng khổ ghê luôn. La cái tiếng giống như tiếng sói hay là tiếng gì vậy không? La khàn á. Dạ, chứ không phải mình như mình la vậy. Thật ra về yếu tố tâm linh á, thì bản thân con nghĩ rằng là chú đang bị cái gì đó chứ không phải là về vấn đề y khoa đâu. Cô có nghĩ cái chuyện đó? Cô thì cũng nghĩ, nhưng mà mình nghe nó bệnh vậy thì mình nãy vậy thôi, chứ mình chưa có chở đi, chưa ai trị cái gì mình đâu. Tại vì hai cái dữ liệu mà biểu hiện rõ nhất là chú hay đào mộ người đã khuất. Thứ hai nữa là chú hay đi đêm, nửa đêm bỏ đi đâu vô rừng vậy á. Đi là lúc trước. Yeah. Thì chỉ có yếu tố tâm linh khi mà chú ở Campuchia thôi. Về thì cũng mấy anh đi mần, đi đuôi cái vụ rồi đi mần chung với ông này nói mới nó chắc nó vậy chứ cô thì cô nghĩ tâm thần xiền là vậy thôi, chứ cô không có nghĩ là ra cái bệnh gì nữa. Vì thời gian nó mát quá trị thì không có hết gì trơn trơn. Buổi tối á, có khi nào chú đói bụng, chú la chú đói không? Không, tối cô bậy đi sữa, ngũ cốc á, đem ra. Vậy là nhà mình cũng hay mua ngũ cốc cho chú uống. Có, để mua để dành. Dạ. Ví dụ hết tiền cũng lại tiệm, cũng thiếu. Một số người mà họ muốn giới thiệu chú mới anh đến thầy á, mà thầy thì ở xa, thì mình không biết mình làm cách nào, mình đưa chú lên xe ô tô, mình chở chú đi được không ta? Không được, không chịu đi. Chị nếu mà bây giờ muốn tìm thầy á, thì nhờ thầy thỉnh thầy tới đây thôi. Dạ. Chứ là đi là anh không chịu đi. Khi mà chú đi chiến trường Campuchia trở về á, mấy ngày đầu chú có kể lễ về cái chuyện là ở Campuchia, cuộc sống ở Campuchia như thế nào? Có nghe ông xã kể lại hồi đó cô chưa về đây, kể lại là hồi đó cũng đi chơi chung với, đi về rồi đi chơi với bạn, kể là cũng có nói bệnh cũng quen bạn ghệ gặp đồ, có nghe là kể vậy. Nhưng mà ở bển không có tâm tình tâm sự với bên miên người ta không, nhưng người sau này về cũng có kể nữa, ở đỉnh tao cũng có người yêu rồi này kia nọ nha. Đó, là ông xã là anh cũng có kể lại, mà không biết là có đậm đà gì người ta ở bển không, vì về đây thì miên nó có làm gì không. Mình cũng nghĩ ra nhiều cách, nhưng mà cái vụ tâm thần thì mình nghĩ ngay tâm thần không, chứ không nghĩ ra cái đó. Tại vì khi anh về được mấy tháng là bắt đầu là anh cũng mới lâu ạ. Cũng vài năm. Năm 2 năm gì vậy? Dạ. Lúc đó anh đã có gia đình ở này rồi. Về là anh cưới vợ về, luôn. Về thì cưới vợ cũng bình thường. Cái chừng là phát bệnh lên là chưa có em bé là anh đi ra ngoài mau môi ba mổ. Rồi vô về cũng bình thường, mặn với chị cũng bình thường luôn. Rồi sau được căng lên được khoảng đó. Cô Nhiệm á là người mà chứng kiến cái cảnh mà chú mới anh đập đầu đứa con của ruột của mình, con của mình. Mấy bữa sau cô ngủ, cô nằm để tay gì thấy tay nó gỉ ghê cô, trời ơi. Cái nói với mẹ ruột á, dặn đi đằng ấy, nó theo thanh nhớ giờ sợ luôn. Bé nó theo cô. Bé trai đúng không cô? Bé trai. Mới chứ, nó cũng bệnh, đi bệnh viện về mới 9 tháng à, nó cũng nu à. Rồi má mới đi về, bác kêu xuống giữ mà ảnh bất tử vô. Ông hỏi bả đâu rồi, cô cũng nói má mới được chuyện. Ngồi mình đưa em bé gì nè, vô giật lên vậy nè, anh hai làm gì vậy? Cái tôi quýnh chết mẹ nó vậy á. Cái cô mới anh hai làm gì mà gị hoài, gị đấu với anh không được. Cái ông ginh gì nữa, nắm hai giò nó cảnh giác của má. Quất xì ốc á một cái vậy thôi, em bé á một cái vậy thôi. Cái cô mới la lên, cái quất giọng dùng cái nó xì tắn thằng, cái mình nhào vô mình nơi em bé cái, ông gị cứng quá mình đâu lòng yếu mình nữa, giờ đâu có làm gì được nữa, chạy gà giờ làm sao mà hai giò cô với mình mãi cũng cứng đơ luôn, không có chạy gì nữa. Mình nội trong bình nói là hả, nếu mình chạy không khỏi là anh giật mình chết nữa. Cái chạy ra ngoài kêu không là cái mình dài dòm thấy vậy, anh đi chắc tay đít đi bình thường, không có cái nghĩ gì chuyện xảy ra. Xong rồi đi ra bình thường luôn. Sao đi bình thường luôn. Cái bắt đầu người ta chạy lại cái la làng lên, cô hồi cô hết biết, cô ngồi cô hết biết luôn. Rồi má đồ về người ta lại này kia nọ vậy chứ. Rồi qua ngày sau cũng ngoan lên thì cô cũng nói cô vậy á, thì nói là sợ cô mà giữ cháu vậy á, rồi làm cái hành động vậy á. Cái công an cũng bắt cô trói luôn mấy lần, cái gắt dâu y trong nhà đặng chụp hình, cái phải y là cô tưởng rồi vậy không á, cái gắt dâu cái chụp hình. Có nghĩa là khi mà bé mất á là vẫn có nghi vấn là cô là gây cho bé. Dạ. Những cái ngày sau mà bé mất á thì lúc đó cô ngủ thì cô cảm giác như thế nào? Cô ngủ, cô thì cô thương nó. Mà sao cái bữa nó ngủ cái để tay, thấy cái tay nó nu, nó bạo tay cô rõ ràng, cô giật xuống. Cái cô không dám nói má chồng, mà cô về cô nói với mẹ ruột mới dẫn cô đi ấy. Cái mình nào tin không tin nhưng mình ta nói mình đấy, nó la cũng những theo nó giỡn. Vậy thì biểu đem mua kẹo này kia nọ, nó rủ người đông về lắm nít không à. Thì ngay cả ba cúng hết, thì từ đó cô cúng nó cũng hết cái một chạp, cô cũng thấy nữa, dặn về sao mà y như bận đồ màu nâu á, chút nhóc quá. Cô ngủ không được, cô nói với ông xã tại sao cô ngủ không được, thì sao đi qua lần nữa là hết. Tới giờ cô cũng giái nha, giái con vậy á, con đừng có theo vậy đó, đi tu rồi đi chứ đừng đi theo, hôm nay nó cũng lớn mười mấy tuổi vậy đó. Vậy là có cái đoạn là cô ngủ dậy, cô đang ngủ là cô thấy là con nít nhỏ nói đang bạn độ tuổi rồi mà hết chớp á, nhóc á, là cô ngủ không được. Là bé mất mấy ngày là cô thấy cái cảnh đó không? Nắm tay là 4-5 bữa, còn nhưng cái cảnh mà thấy thì vậy á là cũng cả mấy năm. Mấy năm thấy lại cái bắt đầu cô mới đi qua bên ông thầy, cô nói vậy nó đi theo giỡn, giờ chọc á, mà bệnh hoài à. Cái hả nó khỏi này này nó đau hai này nè, nó giỡn á. Đặt nó bệnh hoài, có lúc cô bệnh hoài luôn á. Là cô cứ vai cô cứ nặng. Yeah. Cái bắt đầu cũng thầy làm với cô cũng hết, rồi cũng cho đi ăn học vậy đó. Thì mình cũng tin vậy thôi chứ mình cũng không biết là vậy. Hồi đó rồi em bé nó chết rồi, cô tinh thần cô đâu biết gì. Công an nó mời tới mời lui, thì cô mới nói thì công an bắt ảnh đi lên tin 3 tháng để được ra chứ đâu phải đi đem đương thằng liền. Rồi bắt đầu ảnh mới nói với ông công an ở dưới này nè, nói là không lỡ đập rồi thôi đi. Không có nói với công an vậy, công an mới nói với cô đi, anh chồng của cô nói là lỡ đập vậy rồi thôi đi. Là không đập chứ không phải cô làm gì á. Là lúc vậy rồi, sao nó cứ mời con chồng nữa rồi cô sợ chết. sợ mà nghi vấn ra nói mình gì nữa, chứ mình đâu có ác như vậy. Cái bắt đầu sao mà chập nói nữa, cái bắt đầu cái khám là không lợi, 3 tháng đó rồi khám lại tâm thần, đưa đi là gia đình nó mới lên tỉnh cũng gửi này kia nọ, người ta đến này thấy năm mấy gần 2 năm cái báo tin về nói Lê Văn Mấy Anh làm biếng, không ăn cơm không vệ sinh gì được á, không có chăm sóc được gia đình, lên rước họ khổ ghê. Má với ông xã đi lên đến rước về rồi bắt đầu về nhà cô nuôi có trở chứng lại, cũng nhân làm như con chó tru vậy. Cái ông xã ông đi làm việc á, về cái nói anh hai cái nhà của chú bé à, không phải như vậy, có đường ra không, mà ảnh đi ghế vậy, cô đi ra vậy nè, tới chiều cô mới dám ăn cơm, đâu dám vô sợ ổng nói cái này anh mới ơi, anh hai anh trứng lại nữa rồi anh em sắc chuối cho vịt ăn, nó ngồi ở ngoài mà nghe trong anh tru như chó à. Giờ làm sao giờ, ảnh nói giờ ráng chứ làm sao nhở, đưa người ta đâu có nhậm nữa, mà thuốc thì họ đưa về cô đưa uống, nhưng mà má cô không uống, năn nỉ uống. Cái sao lại mới gửi vô nhà của người bác cho ngủ riêng, thôi để ở đây hậu quần cô gửi cái bả, mà cũng nói với nay sần đêm nó không có nằm, nó ngồi không à, nó không có nằm, cái nó chết rồi. Kiểu này sao giờ nó nói thôi giờ mình đem ảnh về chứ nhà gửi nhà người ta mà người ta nói vậy người ta không chịu đâu. Cái bắt đầu đem về nhà, cái không có nói vậy, thôi giờ anh là về nhà anh là cái trời xẹp mưa bão thì đúc đầu vô không, thì gia đình kinh tế đâu có dựng cái nhà trời đâu. Thế anh hai em giờ em nghèo em không có tiền đâu, em làm nhà anh ở đây với em đi, chứ giờ làm sao anh về nhà em, rồi ra dựng bậy bạ cho anh ở mua chiếu này kia nọ, xé tiêu quần áo xé tiêu hết. Cô đem cơm cô ăn chứ không biết nấu gì, ra đặng quậy tự nhiên một mình cho thoải mái, còn ở chung với cô thì không được tự nhiên cứ la làng vậy. Rồi ra vậy rồi cô cũng đem cơm chăm sóc. Cái bữa đó cô đi đám giỗ, về cô đem bánh ra cho ăn, cái bánh tét, bánh đít á, ăn cái trà có mặt gì, trà tiêu không ăn bánh, trà tiêu á rừng, cô để trà hết rồi cô mới thấy vậy, cô nói anh hai sao không bánh mà cô trà vậy, anh trà vậy chứ vậy, làm thinh không nói gì đâu, không thèm trả lời không. Rồi thấy ông mình tới cơn nữa, đứng ra không dám lại gần, là ổng ngồi đóng cơn dữ lắm. Là cái lúc đó là mình bắt đầu xích chú lại. Lúc đó là chưa. Lúc đó chưa. Ừ, chưa đó. Vậy là khi nào mình mới xích? Như khi mà ổng đi về, ổng đi bệnh viện về á, yeah. Rồi bắt đầu ổng đi lang bang lộ á, yeah. Rồi người ta mới nói ta bán vốn mà, ta nói gia đình của mày hỏng xiềng nó lại á, thấy con ta giặt đầu rồi cho khổ, xiềng nó lại đi. Yeah. Cái bắt đầu mới về mới nói với ảnh nè, cái mua dây xích, mà nói chung xích thì cũng quậy nha. Vậy mới nói là xích lại cho anh ngồi ăn chỗ cho anh khỏe, nói vậy chứ ông đâu chịu, đang đi mà. Cái bắt đầu từ phút đó làm như không biết, với cái là mấy ông công an với người ta lại thăm bản đồ công an đó, ông sợ là ông không dám nói. Chứ hồi đó là sức ra cái nhét cái dây xích vô rung này nè, nhét vô đây nè, cứ đi làm như là không ai xiềng vậy. Cô vào thấy nó chết rồi, kiểu này rồi ẩn của nhà làm sao mượn mấy ông anh sẽ đội đóng ai ra đó. Kêu mấy sẽ đội ra là về xích lại sẽ ẩm vậy. Nhưng mà những lần mà chú đập phá đồ đạc á, rồi chú đổ hất đồ ăn đi á, thì cô ra cô khóc, cô năn nỉ chú. Thì khi đó cô cảm nhận được cái ánh mắt của chú là biết lỗi không? Giờ mình thinh không có nói gì, làm thinh. Mình nghĩ chắc em nó nói như vậy thôi, chứ mình không biết là anh có cảm giác là không biết vậy không. Nhưng mà cô có khi nào cô thấy là chú ánh mắt của chú nó cảm giác là thương cô, chăm sóc chú không? Có khi tỉnh làm anh biết biểu hiện như thế nào cô? Biểu hiện làm như anh biết, anh muốn là cô là nói ảnh gì hay là ảnh muốn nói gì mà không nói nha, nhưng cái mặt ảnh sáng sủa, cặp mắt ảnh cũng như bình thường mình đó. Hồi làm nhưng ảnh biết là mình tỉnh lại, muốn nói gì với cô hay là cô muốn nói gì rồi mình nói, ví dụ anh hai anh ráng ăn đi nha, để chết à, ăn là dục đổ về chết à, gật đầu là thấy là bình tĩnh. Cái là tắm rửa em tắm nha đó, là không chịu, mình thinh nào đó nó nay nực dữ lắm, em tắm anh hai, anh mới không có nhà em tắm à, là cái đó là trời, cô vô nấu nước ngay kịp là chịu. Là anh biết là tỉnh vậy là anh biết mình thương ảnh, lo ảnh. Còn có nói vậy là giờ đây có mình em lo anh à, chứ không có ai nữa nha, không đừng có ngại gì hết trơn á. Thì nói chứ anh đâu có biết gì. Vì trong tâm anh biết hay không biết, nhưng mà ở ngoài anh không có gật đầu gì hết trơn vậy á. À, khi nãy con hỏi là cái câu nào mà chú thích á thì chú trả lời. Đó đó. Còn câu nào thích là làm thinh. Dạ. 18 năm rồi, 18 cái Tết với chú rồi sao? Thì ra Tết thì ví dụ ai cho thì cô đem ra, đem cho ăn, cũng nói nay Tết á, gật đầu. Gật đầu Tết em đem bánh này kia nọ, tắm rửa xài đồ đẹp nha. Là Tết á. Là chịu tắm không? Chịu, đó là mới chịu. Còn nhưng hả, ví dụ như ông bà cha mẹ gì mất, nói má nay mất rồi anh hai, ngồi buồn hiu. Ngồi buồn hiu nha, ngồi buồn mình thấy biết nha. Mình giờ này còn có hai anh em với em mà nghe, chứ mai hết trơn á. Anh ráng ăn là anh sống nha. Ngồi buồn hiu, không nói gì anh biết. Người ta biết mà. Còn ví dụ như người đám dỗ hay gì á, cho đồ ăn ngon hay gì cái nào đem ra hết, ngay đám dỗ bà nội ông cố vậy á, là anh ăn đi, chứ em không có mua đồ ăn ngon vậy à, rồi ăn. Nhưng mấy chị đám dỗ chồng xóm mà đem qua đâu ăn á, cái hỏi ăn ngon không? Ngon, nhưng đâu có nói gì, không có nói là gì. Ai hỏi ăn ngon ngon, dở chứ không có nói biết gì. Mà ủa mà sao nãy con thấy cô cho chú ăn cơm sớm vậy? Chút nữa cô cho nữa. À, là đưa là cơm nhiều ít gì cũng ăn hết luôn. Hết luôn. Bây giờ nãy bị nấu cô Tiếu với mấy ông ăn sáng đó. À, là cho cái chút nữa làm cơm cái. Cô làm cơm chưa? Cô ấy rồi, chút nữa có bữa nào mà mình bận công việc quá đó, mình chưa kịp cho chú cơm thì chú có làm không? Cô ví dụ cô bận công việc quá, cô quậy suy rưỡi cô cốc ra cho anh ăn. Cậu ấy đi tiệm mua có xôi bắp gì cho ăn trước, anh trước nghe em giờ mà cũng chuyện nói vậy á, mà nấu thì nấu chứ ăn đâu gì. Rồi thì mình vô nhà làm chuyện làm gì thì cơm nước đem hay trễ. Thôi giờ buổi trưa rồi, chắc tụi con cũng xin phép về lại thành phố Hồ Chí Minh gửi qua. Vậy cô cũng cảm ơn hết. Thì có gì cô ráng chăm sóc, tại vì thực ra thì nhiều người sau khi xem clip con á thì mọi người rất là nể câu chuyện là cái tình cảm của cô. Là con người em dâu không có máu mủ gì hết, nhưng mà coi như chú Mới Anh là như một người ruột của mình, ruột thịt của mình. Giờ phụ nữ mà bây giờ mà rất hiếm nha. Nản cái là dễ bỏ lắm. Mà nãy cô chia sẻ là hầu như là cô không có chưa có một suy nghĩ nào về cái chuyện là bỏ. Không suy nghĩ nào mà nói bỏ ảnh không có khi nghĩ gì. Dạ. Rồi chắc con xin phép về thành phố. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô.